Netizen Trung Quốc không ngờ Quảng Tây về Việt Nam du lịch lại rẻ vậy. Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Khi bạn tiết kiệm được 1.000 nhân dân tệ và cuối cùng quyết định thực hiện chuyến đi đã lên kế hoạch từ lâu tới Việt Nam, bạn sẽ làm gì?" Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Video này là hành trình của chuyến đi đến Việt Nam lần này, để bổ sung vào những hành trình. Bạn đã ở đó được bao nhiêu ngày? Chính xác là 3 ngày 3 đêm, tôi chơi 2 ngày và trở lại vào ngày thứ 3. Tôi mới về, ngoại trừ việc kiểm soát biên giới đáng quan ngại, mọi thứ khác ở Việt Nam đều khá tốt. Vé xe buýt từ Nam Ninh ra Hà Nội chỉ có 200 tệ. Tôi đã đến đó, thực sự chỉ cần 1.000, và cần phải ở trong một ký túc xá dành cho thanh niên trong 2 hoặc 3 ngày. Ở đó có an toàn không? Con gái đi một mình được không? Khi tôi đi học ở đây, mọi thứ thực sự gần giống như ở Trung Quốc. Con gái không nên đi các nước Đông Nam Á một mình. Nó an toàn, nhưng bạn có thể quay lại theo đợt. Hãy an toàn nhé cô gái, đừng tin người Trung Quốc ở bên nước ngoài, hãy vui vẻ nha. Việt Nam an toàn, tôi đã đến đó 2 lần rồi. Tốt nhất con gái nên có bạn đồng hành, nhưng nhìn chung Việt Nam rất an toàn và không có vấn đề gì lớn, chỉ cần đừng thuê xe máy là được. Cảnh sát sẽ bắt bạn nếu phạm luật, tôi bị phạt 2 triệu đồng. Được rồi, tôi không đi xe đâu. Cảm ơn bạn, tôi đã từng ở đó. Nó rất đẹp, bạn nên đi theo nhiều người đàn ông. Đừng vào làng. Bạn có thể ghé thăm các điểm tham quan. Đừng vào những phòng chơi game trong cổ điển. Tôi thường đến đó để chơi vào năm 2015. Số tiền đã bị cướp từ phòng máy chơi game. Tôi đến thăm thành phố Hồ Chí Minh một ngày và đồ ăn không hợp lắm. Tối hôm đó tôi bay đi nơi khác. Ha ha, thế là phù hợp cho một ngày cuối tuần đơn giản rồi. Việt Nam hiện tương đối an toàn ở Đông Nam Á, nhưng dường như có một nhóm mê tốc độ. Được rồi, tôi muốn hỏi thanh toán qua WeChat hoặc Alipay có thuận tiện không? Việc sử dụng phần mềm thanh toán nước ngoài chắc chắn là bất tiện. Tốt nhất các cô gái nên đến thăm các thành phố lớn. Nếu các thành phố nhỏ không an toàn, tốt nhất nên tìm một hướng dẫn viên du lịch hoặc một người bạn đồng hành. Đối với nam giới, về cơ bản là an toàn, miễn là họ không đi lang thang và mất tiền. Tất nhiên ở một mình không an toàn. Nó rất an toàn. Chỉ cần đảm bảo mang theo túi sách vào ban đêm. Mọi thứ khác đều ổn. Tôi đã ở Việt Nam được 1 năm. Không có gì. Có xe buýt từ Vân Nam đến Hà Nội. Rất thuận tiện. Muốn trải qua một ngày cuối tuần đơn giản như tác giả video. 2.000 nhân dân tệ đủ để tôi ở đó 1 tháng. Mỗi ngày tôi ngủ đến chiều, ăn một bữa và chỉ ở trong ký túc xá thanh niên là đủ. Tôi thậm chí còn không dám sang Việt Nam với 2.000 tệ vì không biết phải làm sao. Video này là hướng dẫn cho bạn. Bạn giải quyết vấn đề vận chuyển như thế nào? Tôi nghĩ đi taxi rất tốn kém. Ngoại trừ việc xuống xe và bắt taxi trên đường về, thời gian còn lại tôi đi bộ. Các điểm tham quan của Hà Nội khá tập trung. Bỏ lỡ giờ cao điểm bằng cách đi taxi cũng không sao, giá gấp 3 lần trong giờ cao điểm. Grab là một chuyến đi bằng xe máy nhưng thật đáng sợ khi ngồi ở phía sau. Người lái xe vừa nhìn vào điện thoại vừa len lỏi vào đám đông. Với 2.000 tệ, nên đi xe buýt về Hà Nội để tiết kiệm tiền. Khách sạn không hề rẻ và một đêm bình thường có giá hơn 180 tệ. Giá vé taxi cho đồ ăn, đồ uống và giải trí cũng không rẻ lắm. Bạn có thể chơi trong khoảng 3 đến 4 ngày. Tôi có thể tiết kiệm tiền bằng cách ở nhà anh họ ở Hà Nội. Sau đó hãy đi chơi vui vẻ nhé. Để tiết kiệm tiền, tôi đến đó với giá 1.500 nhân dân tệ, bắt đầu từ Quý Dương. 2.000 tệ thực ra là đủ rồi, chỉ cần đi du lịch tiết kiệm thôi. Ở trong một ký túc xá thanh niên, đủ để chơi trong 4 ngày. Đi đường sắt cao tốc từ Nam Quảng Châu đến Nam Ninh rồi chuyển sang Đông Hưng, để qua biên giới. Tôi đã đến đó một mình trong 19 năm. Anh ơi, làm cách nào để liên kết Grab với Alipay? Không thể liên kết với vị trí Việt Nam. Bây giờ bạn không thể liên nó, tôi có thể trả bằng tiền mặt sau khi xuống xe. Xem xong video của bạn tôi lại muốn về Việt Nam lần nữa. Rồi đi đến thành phố khác thôi bạn, lần sau hãy đi về phía Nam. Liệu 1.000 nhân dân tệ có đủ cho bạn quay trở lại không? Đi xe buýt từ Quảng Tây. Kể chi tiết đi bác. 1.000 của anh không bao gồm vé máy bay, khách sạn, đồ ăn, đồ uống và chi phí đi lại phải không? Bạn cần loại vé máy bay nào? Từ cổng hữu nghị của chúng tôi, xe buýt đưa đón có giá 12.000 đồng, tương đương hơn 3 nhân dân tệ. Đi xe buýt về Hà Nội, Việt Nam là 300.000 đồng, tương đương với khoảng 85 nhân dân tệ. Trong những mùa không phải cao điểm, bạn vẫn có thể mặc cả với giá 250.000 đồng,
tương đương với khoảng 70 nhân dân tệ, và giá vé khứ hồi chỉ khoảng 200 nhân dân tệ. Anh ta có thể tham quan những điểm tham quan này trong 2 ngày, và ở với giá 400 đến 500 nghìn đồng. Đây đã là một phòng tiêu chuẩn rất tốt, chỉ hơn 100 nhân dân tệ một ngày, đồ ăn không đắt tiền. 800 nhân dân tệ là đủ. Nếu đúng thì tôi sẽ đến Quảng Tây. Tin tôi đi, tôi đến từ Bằng Tường và các con tôi đang học ở Hà Nội. Tôi thích ra Hà Nội để gặp con vào thứ Bảy và Chủ Nhật. Đối với tôi, đi Hà Nội sẽ thuận tiện và rẻ hơn so với việc đến Nam Ninh. Tôi nói có đúng không? Tại sao tôi phải dối bạn? Con trai tôi đang học tại Đại học Quốc gia Việt Nam. Tôi thường đến thăm nó trong thời gian nghỉ ngơi. Trước dịch bệnh, tôi làm việc ở Việt Nam hầu hết thời gian trong năm. Tuy nhiên, nơi làm việc của tôi là ở Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng 30 km đi xe máy. Tôi thường đi dạo ở Hà Nội sau bữa tối. Bạn chưa tính giá vé phải không? Ai trong số những người Trung Quốc đã từng đến Việt Nam mà không bị lừa vài lần về giá vé? Họ tính phí cho bạn vài km mà thôi. Vâng, nó thậm chí còn không đủ để mua vé máy bay khứ hồi chứ đừng nói đến chỗ ở. Xe đưa đón từ Nam Ninh, Quảng Tây đi thẳng về Việt Nam bạn, có thể kiểm tra xem giá xe đưa đón là bao nhiêu. Nếu cộng thêm 1.000 cho xe đưa đón và chỗ ở, bạn vẫn còn dư. Không đủ đâu. Một vé xe buýt khứ hồi ở Quảng Tây có giá gần 400 nhân dân tệ. Bạn có thể gửi một chuyến đi theo nhóm với giá 600. Tôi đã nhờ người khi đến Nam Ninh để ở nhà trọ lúc đó, tôi đã trả 880. Tôi đến đó và mang theo 1.200 nhân dân tệ. Tôi còn lại 5 hoặc 600 nhân dân tệ. Ngoài những điểm tham quan trên, tôi còn đi Vịnh Hạ Long. Bạn có thể bắt xe buýt từ Nam Ninh về Hà Nội với giá 188 khứ hồi và 400 với giá 600. Nếu bạn có đủ niềm vui và tham quan trong một nhà nghỉ thanh niên, bạn vẫn có thể đi du lịch tiết kiệm. Nghe tôi này, 1.000 nhân dân tệ không đủ mua vé máy bay. Bạn bắt đầu đi từ Nam Ninh là đủ. Có xe đi Trung đảo Phú Quốc không? Tôi đã đến Vịnh Hạ Long, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Còn phí xin thị thực thì sao? Vài trăm tệ, trong 3 tháng. Hóa ra đến Việt Nam không tốn bao nhiêu tiền. Nó phụ thuộc vào nơi bạn bắt đầu, giá vé khứ hồi đắt. Tôi chưa từng đến những nơi này. Tôi đã không đến đó nhiều năm rồi. Tôi ở nhà bà ngoại một tuần rồi quay lại. Với 1.000 nhân dân tệ, tôi có thể đi du lịch khắp châu Âu. Có một chuyến xe buýt chạy thẳng từ Quảng Tây về Việt Nam, giá khoảng 200 nhân dân tệ. Tôi đã đi thẳng từ Nam Ninh bằng xe buýt. Khi bạn vẫn đang đi du lịch thì tôi đã làm việc ở đây được một năm. Tôi đã đến thành phố Hồ Chí Minh 4 lần và chưa bao giờ đến những nơi này. Trong video là Hà Nội ở phía Bắc và Hồ Chí Minh bạn đến ở phía Nam. Khoảng cách giữa hai nơi khá xa. Làm hướng dẫn viên du lịch và thành lập một nhóm 5-6 người đến thăm Việt Nam, xem giá bao nhiêu nhé. Tại sao bạn không chụp ảnh một chiếc xe máy đang chạy vùn vụt bên đường? Đằng sau video có mà. Và họ không hề nhường đường cho người đi bộ, người qua đường cạnh tranh với xe máy. Trên thực tế, đây là sự thiên vị thông tin. Quảng Tây gần Việt Nam nên bạn nghĩ Việt Nam an toàn. Vân Nam gần Lào. Thực tế thì Lào cũng an toàn. Hai chúng tôi đã từng đến đó, và tôi cảm thấy Việt Nam phát triển hơn và có nền du lịch tốt. Lào thích hợp cho những chuyến du lịch tiết kiệm để ngắm cảnh. Tại sao tôi không biết nhiều nơi như vậy khi tôi đến Hà Nội? Tôi muốn xem bữa ăn cho người khó khăn có gì để xem ở điểm tham quan này. Khi tôi học cấp 2, một đội từ Việt Nam đến trường chúng tôi để huấn luyện. Tôi thấy bạn cùng lớp của chúng tôi có một tờ 20 nhân dân tệ, trong ví anh ấy hét lên, chà, cậu có thể ra nước ngoài. Cà phê trứng, tôi nghĩ nó chỉ ở mức trung bình. Bảo tàng và nhà tù thăm làm gì? Nó vẫn là một điểm thu hút du lịch sao? Tốt nhất bạn nên đi Quảng Tây tới Bằng Tường và bắt xe buýt thẳng về Hà Nội. Vì sao Việt Nam lại an toàn thế nhỉ? Năm tôi 19 tuổi, tôi và chị gái đã bỏ ra 3.000 nhân dân tệ để du lịch Việt Nam trong 10 ngày 9 đêm, ngoài ra chúng tôi còn trả tiền vé máy bay. Ngày càng có nhiều người trẻ đến thăm các nước phát triển. Tôi có thể gửi riêng cho bạn một phiên dịch viên địa phương ở Hà Nội. Thành thật mà nói, tôi không ghen tị với bạn, tôi sợ tôi sẽ mất tiền khi quay lại. Tôi đã có thể sợ hãi trước khi tôi đến đó. Việt Nam rất an toàn. Tôi đã làm việc ở Việt Nam được một năm. Chị tôi đi nghỉ dưỡng ở Việt Nam thật độc đáo. Lần trước tôi bị một đứa trẻ cướp trên đường số 36. Rất may tôi đã dùng một tay đẩy đứa trẻ xuống và bị công an bên đó phạt 500 tệ. Cảm giác đi xe buýt rất phiền phức. Có chuyến bay thẳng từ Nam Ninh về Việt Nam không? Có chuyến bay thẳng từ Quảng Châu đến Việt Nam. Bạn có thể đến Quảng Châu bằng máy bay. Họ cũng không hiểu được tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng Đông. Hầu hết mọi người không hiểu được.
Dựa trên các bình luận của netizen Trung Quốc về việc du lịch Việt Nam, có thể rút ra một số kết luận về cảm nhận của họ đối với đất nước này. Nhiều người cho rằng việc đi du lịch Việt Nam có thể rất tiết kiệm, với mức chi phí thấp, đặc biệt nếu họ sử dụng các phương tiện công cộng như xe buýt hoặc ký túc xá. Có người đã thực hiện chuyến đi với chỉ 1.000, 2.000 nhân dân tệ, đủ cho một kỳ nghỉ ngắn từ 2 đến 4 ngày. Phần lớn netizen Trung Quốc cảm thấy an toàn khi du lịch ở Việt Nam, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, có khuyến nghị rằng phụ nữ nên có bạn đồng hành, hoặc cẩn trọng hơn khi đi du lịch một mình, tránh những khu vực vắng vẻ hoặc thuê xe máy. Việc di chuyển từ Trung Quốc đến Việt Nam khá dễ dàng, với nhiều lựa chọn từ xe buýt đến máy bay. Các tuyến xe buýt từ Quảng Tây đến Hà Nội rất được ưa chuộng vì giá cả phải chăng. Tuy nhiên, có sự bất tiện về việc thanh toán trực tuyến, như việc khó sử dụng WeChat hoặc Alipay ở Việt Nam. Sự phát triển và cảnh quan, Việt Nam được nhiều người xem là một quốc gia đang phát triển với nền du lịch khá phát triển, đặc biệt khi so sánh với các nước Đông Nam Á khác như Lào. Các điểm tham quan như Hà Nội, Vịnh Hạ Long và các di sản lịch sử thu hút nhiều du khách. Một số du khách không thấy ấn tượng với đồ ăn địa phương, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cảnh quan và trải nghiệm văn hóa được đánh giá cao, dù một số người có gặp phải sự cố không mong muốn như bị cướp hoặc gặp khó khăn về ngôn ngữ. Khuyến cáo về an toàn giao thông, một số người chia sẻ trải nghiệm không mấy dễ chịu với giao thông Việt Nam, đặc biệt là về việc lái xe máy và cảnh sát giao thông. Việc sử dụng Grab được đánh giá cao, nhưng cũng có những lo lắng về an toàn khi ngồi xe máy. Tổng kết lại, mặc dù có một số thách thức về giao thông, ngôn ngữ và văn hóa, nhưng nhìn chung netizen Trung Quốc có ấn tượng tích cực về việc du lịch Việt Nam, với cảm nhận về chi phí rẻ, sự an toàn và những trải nghiệm du lịch phong phú.